với giá là 57 triệu đồng. Wow, từ 57 triệu đồng mà chúng ta có thể sở hữu một chiếc máy giặt với rất là nhiều tính năng tốt thì quả là tuyệt vời đúng không ạ? Hãy cùng Hi bắt đầu nha. Đây là một máy giặt cửa trên, chính vì vậy rất là tiện lợi cho việc bạn bỏ đồ vào cũng như là lấy đồ ra. Và với khối lượng giặt là 9kg thì rất là phù hợp cho gia đình nào có từ 5 đến 6 thành viên. Và với việc giặt được một đống đồ cùng một lúc như vậy thì giúp cho bạn tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cũng như là nước và điện đắp. Máy giặt này được trang bị lưới lọc chống khuẩn này khiến cho chúng ta có thể loại bỏ được vi khuẩn sinh sôi trong quần áo và làm cho những bộ quần áo của chúng ta luôn sạch sẽ và thơm tho. Bên cạnh đó thì lồng máy giặt lại được làm bằng chất liệu thép không gỉ, giúp cho quần áo của chúng ta chống sờn tốt mà còn có khả năng kháng khuẩn nữa. Và điểm đặc biệt mà Hiên rất là thích ở sản phẩm này đó chính là máy được trang bị tới 10 chương trình giặt cho bạn tha hồ lựa chọn, đáp ứng mọi nhu cầu giặt sạch hiệu quả, phù hợp với mọi loại vải vóc và quần áo khác nhau. Ngoài ra thì máy còn có chế độ khóa trẻ em an toàn nhằm hạn chế các rủi ro hư hỏng về máy khi có sự tác động không đúng của trẻ nhỏ. Và sản phẩm tiếp theo mà Hian muốn giới thiệu tới mọi người là một sản phẩm đến từ thương hiệu Candy. Sản phẩm này có khối lượng giặt là 8kg cùng với thiết kế kiểu cửa trước. Và với khối lượng giặt là 8kg thì máy sẽ giúp bạn giặt được rất là nhiều quần áo cũng như chăn màn cùng một lúc mà không cần phải mất nhiều thời gian nữa. Rất là phù hợp với gia đình nào có từ 4 đến 5 thành viên này. Ngoài ra máy còn có chương trình giặt nhanh với các khung thời gian khác nhau, kèm theo đó là 16 chương trình giặt, rất là tiện lợi và dễ dàng cho các bạn lựa chọn đúng không nào. Và có một điểm mà Hian rất là thích ở chiếc máy giặt này đó là được trang bị hệ thống kiểm soát chống trào bọt, giúp cho bọt xà phòng không bị trào ra trong quá trình giặt như các loại máy khác. Tiếp theo là chiếc máy giặt Samsung cửa trên cũng có khối lượng giặt là 9kg. Hơn nữa chiếc máy giặt này còn có thêm khay giặt tay rất là tiện lợi cho những ai mà muốn giặt các vết bẩn cứng đầu trước khi mà cho vào lồng giặt đó. Wow, mới nhìn vào mà đã thấy thích rồi các bạn ạ. Bởi vì thiết kế này rất là sang trọng và tinh tế, có tính thẩm mỹ rất là cao. Bởi vì cửa trên của máy giặt làm bằng chất liệu kính cường lực, giúp chúng ta có thể dễ dàng quan sát được bên trong và dễ dàng lau chùi nữa. Và có một điểm mà Hian cực kỳ thích ở máy này, đó là màn hình hiển thị của máy được trang bị bằng đèn LED màu xanh, khá là bắt mắt đó nha. Máy giặt này còn được hỗ trợ khay giặt tay này, rất là tiện lợi khi chúng ta cần xử lý các vết bẩn cứng đầu trước khi cho vào lồng giặt nữa. Và bên cạnh đó còn tích hợp đường nước dễ dàng kích hoạt chỉ bằng một nút bấm thôi. Máy giặt này còn được trang bị hộp đánh tan bột giặt, rất là tiện lợi này, giúp chúng ta có thể hòa tan bột giặt trước khi cho vào lồng giặt này. Và với việc kết hợp với tiên nước mạnh giúp giảm thiểu cặn bột giặt trong khay cũng như là trên quần áo. Và đặc biệt hơn nữa, máy còn có trang bị bộ lọc sơ bã Magic Filter giúp lọc toàn bộ các sơ vải để quần áo luôn sạch sẽ và tránh tắc nghẽn đường ống thoát nước. Cuối cùng thì với công nghệ giặt Wobble sẽ giúp bạn không phải lo lắng quần áo bị xoắn rối nữa. Máy cũng hoạt động khá là bền và tiết kiệm điện nữa đó các bạn. Với khối lượng giặt là 8,2kg, chiếc máy giặt Toshiba này giúp cho bạn giặt được đẹp lẽ, khá khá quần áo đó nha. Và chiếc máy giặt này có một tính năng rất là đặc biệt mà Hian mới phát hiện ra. Đó là hiệu ứng thác nước, giúp cho bột giặt được thấm nhanh hơn và sâu vào từng sợi vải để tẩy sạch các vết bẩn cũng như là bụi bám trên quần áo. Chức năng này mới quan trọng này, máy còn được trang bị lồng giặt bằng chất liệu thép không gỉ với độ bền rất là cao. Và bên ngoài còn được phủ một lớp sơn đặc biệt giúp ngăn chặn nấm mốc, vi khuẩn hay là cặn bột giặt còn bám lại sau quá trình giặt nữa. Và Hian còn thấy là sản phẩm này có mâm giặt rất là hiện đại với 3 cánh giúp tạo luồng nước xoay chiều mạnh mẽ, làm cho mọi vết bẩn khó giặt nhất cũng có thể được đánh bại. Và giống như chiếc máy giặt vừa rồi thì máy giặt này cũng được trang bị hộp lọc sơ vải để giúp chúng ta có thể lọc sạch sẽ sơ vải và giữ cho quần áo luôn sáng mịn, không bị sơ. Còn một đặc điểm cuối cùng mà Hian rất là thích ở sản phẩm này đó chính là tính năng lưu hương thơm nhờ cơ chế tự động ngâm quần áo với nước xả vải trong một thời gian vừa đủ. Trên Aqua, nhưng mà chiếc máy giặt này chỉ có 7 ký thôi. Tuy nhiên thì rất là phù hợp với những gia đình nào có từ 3 đến 4 người. Đặc biệt ở sản phẩm này có thiết kế lồng nghiêng, không chỉ giúp chúng ta giảm hao phí bột giặt mà còn nâng cao hiệu suất tẩy vết bẩn đấy các bạn. Điểm này mới đặc biệt nè. Máy giặt Aqua sử dụng công nghệ sóng siêu âm với hàng triệu bọt khí vỡ ra trong 1 phút để giúp tẩy sạch các vết bẩn bám dính trên quần áo. Bên cạnh đó còn có công nghệ giặt cùng nhiều luồng nước phun sẽ làm cho bột giặt hòa tan nhanh hơn và thấm sâu vào từng sợi vải, giúp tẩy sạch vết bẩn cũng như là bụi bám trên quần áo. Và cuối cùng
đó là máy được trang bị mâm giặt kháng khuẩn, sử dụng công nghệ nano phân tử bạc giúp ngăn nấm mốc phát triển và bảo vệ quần áo của bạn tốt hơn. Vừa rồi là những chiếc máy giặt có giá rất là bình dân, nhưng chất lượng thì lại không bình dân chút nào, đúng không ạ? Thì các bạn còn chần chừ gì nữa, hãy đến Nguyên Kim và thắng cho mình một chiếc đi nào. Nếu như có bất cứ thắc mắc cũng như bình luận nào, các bạn hãy để lại comment ở dưới video này nhé. Hãy cùng like và subscribe kênh YouTube của Nguyên Kim. Xin chào và hẹn gặp lại.